hôm nay mọi người cùng đi hái trái phúc bồn tử với mình nha. Này nó bự ghê chưa? Cái trái rất là to, nó gấp 3 lần cái ngón tay cái của mình luôn á. Nè quá trời luôn nè, bên này nè. Đó, đã chưa? Đây nữa. Quá trời luôn. Đây là cái mình hái được mới có nhiêu đây thôi mọi người. Cái cây này á, nó mọc nó chồm ra phía bên kia đường quá trời luôn á. Mình moi vô mình hái không có được. Nhưng mà cái trái nó đã lắm, cái trái nó mọc ú ú à mọi người, nhìn nè, để cái dưa bự ghê không? Đó, đây nè. Đó. Nó ở xa xa thì nó rất là nhiều. Còn ở bên chỗ này á thì người ta hái hết rồi. Cái bông nó cũng đẹp đó mọi người. Đó, cái bông nó đáng yêu chưa? Đó, có hai cái bông đẹp chưa? Đây, trời ơi, dễ thương chưa? Đó, nó bự cỡ đó đó mọi người. Đáng nghe. Đáng yêu không? Trời ơi, nó mập ú ú à. Không có thơm gì đâu nha. Nhưng mà ăn vô thì nó rất là ngọt, nó rất là mọng nước. Chanh 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 chèm, về đội của chị đi cưng. Còn em này á là phải lấy kéo cắt đó. Đây. Ý nó bị gì rồi? Bị sâu rồi. Chân 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 vô đây cơ.